Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thấy xa xa là tòa nhà nào không ạ? Vâng, đó chính là Landmark 81. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuộc sống ở Landmark 81 nó đẳng cấp như thế nào nhé. Xin mời. Mình đang ở trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh, một con đường suốt ngày ngập của thành phố mỗi khi mưa. Mặc dù đã có máy bơm công suất lớn nhưng mà không ăn thua cho lắm, chắc là do hay tắc ống gì đó, mình chả biết rồi. Và đây là con đường mà dẫn vào Vinhome Center Park nhá. Có hai cổng, một cổng ở phía gần chân cầu và một cổng sát đây. Ta cùng đi nhá. Ta đã đến chân Landmark 81. Thì các bạn, nếu mà các bạn đến chơi thì các bạn ở Landmark 6 có một cái hầm để gửi xe nhé. Cái hầm này thông với cả Landmark 81 luôn, nên là các bạn yên tâm gửi xe ở đây. Đây các bạn có thể thấy có đến 36 lầu, 47 lầu nhé. Sau khi ra khỏi thang máy thì các bạn thấy đây là mình đang ở lầu 35 nhé. Các bạn nếu không biết là khi mình quay video thì các bạn có nghe thấy không, nhưng mà ở đây có một cái tiếng nhạc rất là du dương nhé, có một nhạc nhẹ nhẹ rất là êm tai nhé. Ở mỗi phòng thì các bạn thấy đây thì đều có một cái chuông này, khóa vân tay nha các bạn. Đây, khóa vân tay, không có số mật mã, các bạn có thể nhập mật mã nhé. Ok, mình sẽ nhập mật mã cho các bạn coi. Ở mỗi nhà thì ở cái lô Landmark 5 này thì mỗi nhà thì sẽ tự thiết kế nội thất riêng nhé các bạn. Đây, mình sẽ quay sơ cho các bạn thấy nội thất nha. Ok, bật điện lên. Sau đây mình ra ban công đây. Ok, đây chính là Landmark 81 nha các bạn. Ok, cao quá là cao luôn. Landmark 81 nha các bạn. Cảm tưởng mà cái gì rơi xuống đây thì nát bét nhỉ, bạn thấy không? Đó. Ở ngoài kia là đường vào nha các bạn. Các bạn thấy kia là đường vào. Ở ngoài kia, cái cổng bên kia thì to hơn cái cổng mà mình vừa vào nha các bạn. Đó, Landmark 81 quá là đẹp luôn.
Cao nhất Sài Gòn. Thì ở Vinhome này mình thấy là thật sự cái mật độ xây dựng có hơi là chật nha các bạn. Cái đấy là chia sẻ thật. Khi nhìn quy hoạch thì không thấy đâu, nhưng mà khi các bạn xây xong rồi các bạn mới thấy, vô rồi các bạn mới thấy nó khá là cảm thấy hơi gò bó nha các bạn. Mình cũng giới thiệu với các bạn, kia là khu biệt thự nha các bạn, những biệt thự của Vinhome. Còn xa xa ở kia là các bạn có thấy công viên 5.000 tỷ, đó là công viên 5.000 tỷ nha các bạn. Tí nữa mình sẽ ra công viên này review cho các bạn. Chúng ta có bể bơi này, lên mắt cá mốt bể bơi này, cà phê này. Ở dưới kia các bạn sẽ thấy ở xuống dưới hầm nữa nhé, hầm rất là rộng, có mấy tầng hầm luôn. Ở đây thì mỗi một tòa nhà thì đều có một cái bể bơi riêng nhé các bạn. Hiện tại này thì Landmark 81 một số những bộ phận thì chưa xong nhé các bạn. Vẫn đang quay cái bạt xanh nhỉ, để làm nhỉ các bạn thấy không? Ở dưới kia đó thì đã xong rồi các bạn thấy. Quán cà phê rất là đẹp phải không các bạn? Rồi mình vô nhà nha. À, ở đây thì chúng ta có phần bếp. Đây là phần bếp. Ở ngoài này thì có điều hòa hai cục nóng khá là to ở đây. Khu vực này là khu vực phơi quần áo nhá. Bếp cảm ứng nha các bạn. Vâng, và buổi tối đã đến rồi. Mình sẽ quay cho các bạn thấy buổi tối của Landmark 81 như thế nào nha. Rất là nhiều đèn LED luôn, quá là đẹp luôn. Quá là đẹp phải không các bạn? Chạy từ trên xuống dưới. Cái bụi tre này nắm, cái bụi tre này quá là nắm đèn LED luôn. Đèn LED mà trưng từ chân đến ngọn. Bụi tre giữa lòng thành phố. Ở đây thì có lẽ là do mình quay bằng điện thoại nên là nó ánh sáng nó không được thật cho lắm nha các bạn. Ở chỗ trên này thì ánh sáng hơi trắng xanh, nhưng mà vào điện thoại thì mình không có thấy màu xanh nữa rồi. Ở dưới màu trắng này, dưới này nữa màu vàng này. Ok. Ở dưới rất là lung linh phải không ạ? Đèn nhấp nháy lung linh luôn. Bể bơi để chiếu đèn rất là đẹp. Rồi, xa xa chúng ta ngắm Bitexco nha. Đóa hoa sen. Bên kia là đóa hoa sen. Và bên đây là bụi tre. Quá nông thôn không à. Các ông ở thành phố mà các ông cũng nghĩ về nông thôn không đấy. Ok. Và đây là khu biệt thự.
mình thấy rằng buổi tối khu biệt thự này rất là tối nha các bạn. Có một đại gia ở giữa, một ở giữa đây thôi. Wow, đại gia này quá giàu luôn. Theo mình biết thì mỗi căn biệt thự ở đây khoảng gần 100 tỷ. Có lẽ bây giờ giá bất động sản còn cao hơn nữa rồi. Wow, ông ấy giàu quá đi. Anh ơi, rớt em ít gạch đi, rớt em ít vàng dát xe đi. Wow, Landmark 81. Rồi, xin chào các bạn nha. Buổi review hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.